Xin chào quý vị các bạn trở lại với channel của Thị Chiến. Hôm nay em vào đây tình cờ đến nhà một người bạn các bác, thấy một cây mai chiếu thủy, cây có dáng phù thê rất là điệu. Cây thì có những nét tự nhiên, những nét hoang dã và được kết hợp với bàn tay nghệ thuật của người nghệ nhân truyền cảm hứng vào. Đây có lẽ là em thấy một cây mai chiếu thủy, về thuộc dòng mai chiếu thủy này mà lại là cây phù thê rất là đẹp. Nó mang nhiều nét hoang sơ, không nhấn nhiều điểm cành nhánh các bác ạ. Cũng đâu phải cần nhiều cành nhánh đâu các bác, đúng không? Nó hoang dã nhưng mà rất là đẹp. Chúng ta vào sâu xem, vì em phải đứng xa các bác ạ, đứng xa để quay tổng thể cây nó thì bắt đầu mới vào sâu phía trong. Phía trong này là phần chân bệ của nó các bác này. Bệ của nó trải dài như như những tảng đá kiểu hóa thạch luôn này. Đây cũng được đắp rêu rất là kỹ. Nhiều mẫu lắm. Đây rất là thô sơ, rất là mộc mạc, như đôi vợ chồng. Mạnh mẽ vươn lên. Người vợ thì bay nhảy uốn lượn, người chồng thì vươn một cái cánh tay ra, rất là nghệ thuật. Thực ra thì em rất thích những cái phong cách cây kiểu này các bác này, không rườm rà, rất là thoáng đãng, nhìn có rất nhiều nét lưu luyến. Mà đặc biệt đây lại là một cây mai chiếu thủy cốt 1 các bác nhé, cây này là một cốt đấy. Đây. Cây này ở Đồng Nai. Ở phường Tam Hiệp các bác nhé. Đây là những cái tay nhánh của người vợ. Đây cũng rất là phù kỳ. Phía trên này thì cái thân của người chồng này thì rất là lắc lư, rất là uốn lượn. Dù có sóng gió nào thì vẫn mãi mãi nghiêng về người vợ các bác ạ. Đây. Cái điểm nhấn của cái này thì rất đáng suy nghĩ. Người nghệ nhân rất tài tình kết hợp vào. Ở đây là những cái điểm để ví dụ như người chồng, ở dù sao thì giai đoạn vợ chồng thì một giai đoạn nào đấy thì cũng có lung lay trục trặc về trong chuyện hôn nhân, nhưng mà ở đây thì người nghệ nhân khéo kết hợp vào cho cái thân hình của người chồng này để luôn luôn, dẫu sao thì cũng cứ một vợ một chồng. Một cây này đầy nghệ thuật. Cây này hơi lệch phía tâm trên ngọn này một tí các bác ạ. Phải đưa sâu vào trong này một tí, nhưng mà sẵn đây làm clip, còn đưa vào sau, nó đưa vào thì sẽ một lúc nào đấy sẽ đưa vào. Nó đưa vào cũng nhanh gọn thôi. Cũng lâu không nhìn được một cây mai chiếu thủy mà hàng cốt 1 kiểu này đâu các bác.
Ở đây vẫn là phần chân bệ nhưng mà phía bên bên kia các bác nhé. Vào thân nó thì rất là già này. Cây này theo anh chia sẻ thì cũng là trên 20 năm, tức là anh mua về được khoảng tầm đấy thôi. Còn trước đấy thì người ta làm ra thì không biết được nó là bao nhiêu năm. Đây, những vết này thì theo thời gian mới có chứ không thể mà sớm tạo ra nó được. Ở đây bóng cây này chúng ta có thể nhìn từ trên xuống. Cây này thì có chiều cao khoảng tầm 45 cm các bác nhé. Khoảng tầm 45 gì đấy. Cây này mà hoàn thiện xong cái bộ ngọn nữa thì cũng phải là cho rơi vào 50 đi. Một cây thì thoải mái cái tiêu chuẩn để chúng ta chơi. Clip ngắn này của em cũng xin kết thúc ở đây các bác nhé. Một tác phẩm đẹp đùa về phu thê, đáng để chúng ta ngắm nhìn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.